Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tập trung giải ngân đầu tư công năm 2024. Chuẩn bị các bước để thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Thành phố Hưng Yên đạt nhiều kết quả cải cách thủ tục hành chính. Thị xã Mỹ Hào đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Công an huyện Kim Động ngăn chặn tội phạm là thanh thiếu niên trên các tuyến đường. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến về việc đóng góp ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội đồng Y khoa Quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Hội đồng Y khoa Quốc gia có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng đặt tại thành phố Hà Nội. Hoạt động theo quy chế tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, kinh phí hoạt động trong 5 năm đầu do ngân sách nhà nước cấp. Sau khi ổn định tổ chức có nguồn thu sẽ từng bước đảm bảo kinh phí hoạt động. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Hội đồng Y khoa Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng. Hội đồng Y khoa Quốc gia đóng vai trò trong việc xây dựng khung năng lực đánh giá các chức danh, tiêu chuẩn nguồn nhân lực của ngành y tế. Các tiêu chuẩn đánh giá này được thống nhất trên toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Hưng Yên giải ngân được hơn 15.000 tỷ đồng bằng 127% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hoàn thành triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 91,8% kế hoạch. Vốn giao từ các nguồn, giải ngân nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh quản lý chỉ đạt 79% và 90% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng nguồn vốn cấp huyện quản lý đạt 86% kế hoạch. Việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư công chưa đảm bảo thứ tự ưu tiên theo quy định đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Ở một số nơi, công tác đấu thầu, chỉ định thầu thiếu tính cạnh tranh, tập trung vào một số ít nhà thầu. Một số nhà thầu năng lực hạn chế, kéo dài thời gian thi công. Nhiều công trình dự án đầu tư công tiến độ chậm buộc chủ đầu tư chạy chỉ tiêu giải ngân năm bằng cách tăng cường tạm ứng vốn cho nhà thầu. Công tác quyết toán vốn, dự án đầu tư chậm đưa vào khai thác sử dụng một số dự án công trình. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện tiến độ trong giải phóng mặt bằng và đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài nguyên nhân khách quan, còn do một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu, chưa lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt sát sao việc triển khai các dự án đầu tư công. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công. Khó khăn, vướng mắc phát sinh chậm được xử lý. Việc lập, thẩm định, phê duyệt một số dự án đầu tư công còn chậm, chất lượng hạn chế, dẫn đến chậm phân bổ vốn chi tiết theo quy định. Nhiều dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2023 không dự báo chính xác nguồn thu để bố trí cho các dự án trong kế hoạch vốn. Do hụt nguồn thu tiền sử dụng đất, nhiều địa phương phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 vào thời điểm sát kết thúc năm hoặc đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Để khắc phục những hạn chế tồn tại và tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024 và các năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2024, tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025. Không để tình trạng vốn chờ dự án chờ giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng công tác, chuẩn bị dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án bù cho sự chậm trễ của công tác chuẩn bị dự án đầu tư. Lấy kết quả công tác giải phóng mặt bằng thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm là một tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân.
Theo đó, cần ra soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đảm bảo phù hợp với thực tiễn khả năng cân đối nguồn vốn. Thực hiện phân bổ vốn đầu tư tập trung, không dàn trải, phân tán nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư các công trình dự án lớn, trọng điểm của tỉnh, của địa phương, nhất là các dự án giao thông có tính liên kết vùng, tác động lan tỏa, tạo đột phá quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh hoàn thành các thủ tục đầu tư, các dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư để đủ điều kiện phân bổ số vốn đầu tư còn lại. Ra soát, hoàn thiện các quy định, cơ chế chính sách, đơn giá vật liệu xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường và quy định của pháp luật. Đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án chậm triển khai sang dự án có tiến độ triển khai nhanh. Điều chỉnh, loại bỏ những dự án kém hiệu quả hoặc chưa thật sự cần thiết. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật. Có cơ chế hỗ trợ các địa phương thiếu hụt nguồn vốn đầu tư trong triển khai các dự án cấp bách, quan trọng đối với quốc gia, tỉnh và địa phương. Lựa chọn nhà thầu, đơn vị chủ đầu tư có năng lực triển khai dự án tốt theo quy định của pháp luật. Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, có tính cạnh tranh cao theo đúng quy định của pháp luật. Tăng mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, phòng chống các vi phạm tiêu cực trong hoạt động đầu tư công và đấu thầu, mua sắm tài sản công. Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu thì chủ yếu áp dụng phương thức đấu thầu qua mạng. Quản lý chặt chẽ và thanh quyết toán thu hồi đầy đủ kịp thời vốn tạm ứng ngân sách cho các dự án đầu tư, tránh tạm ứng vốn để giải ngân nhanh vốn đầu tư không thực chất. Tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án đầu tư công chậm tiến độ, thi công kéo dài. Thu hồi, xử lý vốn đầu tư tạm ứng sử dụng sai mục đích và trái quy định của pháp luật. Kịp thời bàn giao, đưa công trình dự án vào khai thác sử dụng và đánh giá hiệu quả dự án ngay khi dự án hoàn thành. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đầu tư công, cả trước, trong và sau đầu tư. Tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, thất thoát lãng phí, kém hiệu quả trong đầu tư công, nhất là phòng chống lợi ích nhóm tiêu cực tham nhũng, vi phạm pháp luật trong đấu thầu và triển khai các dự án đầu tư công. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các ban đảng tỉnh, đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và những năm tới theo đúng quy định của đảng, pháp luật. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản. Thưa quý vị, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công làm cơ sở giải ngân vốn đầu tư ngay từ những ngày đầu năm, thị xã Mỹ Hào đã tích cực chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu ngay sau Tết Nguyên đán tập trung nhân lực, vật lực với phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, dễ làm trước, khó làm sau. Khởi công từ tháng 1 năm 2024, dự án xây dựng đường trục nối hai phường Nhân Hòa và Phan Đình Phùng dường như chưa bao giờ ngớt tiếng máy. Sau 2 tháng, đến nay khối lượng thi công đã đạt gần 50%. Dự án đường có tổng chiều dài 1 km, trong đó có 200m nâng cấp mở rộng thuộc tổ dân phố Yên Tập, phường Nhân Hòa, có rãnh thoát nước hai bên. Còn lại là làm mới, quy mô đường mặt nhựa rộng 7m, lề đường rộng 2,5m. Thời gian thi công theo hợp đồng là 18 tháng. Sau khi có mặt bằng, nhà thầu thi công ngay, rút ngắn tối đa thời gian, quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Thời điểm này, chúng tôi đang tập trung nhân lực và máy móc đắp lề và phần cốt dưới của lề đường để tránh thời tiết nay mai nó có mưa thì anh em chúng tôi vẫn có thể thi công và đạt được tiến độ cao. Chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu chúng tôi là 18 tháng, làm sao chúng tôi sẽ cố gắng nhanh nhất làm trong vòng 10 tháng là sẽ hoàn thành. Với phương châm có mặt bằng đến đâu tiến hành thi công đến đó. Công trình nâng cấp mở rộng đường trục trung tâm thị xã Mỹ Hào sau 5 tháng thi công, đến nay khối lượng đạt trên 70%. Nhiều đoạn đã thảm nhựa áp phan. Ngay sau Tết Nguyên đán, nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp với địa phương, mượn mặt bằng để thi công.
tăng ca tăng kíp để đảm bảo được tiến độ cũng như là cái chất lượng trên cái tuyến đường này. Thì cũng có rất là nhiều điểm là còn tồn tại về bàn giao mặt bằng, nếu như được bàn giao sớm những chỗ mà đang tồn tại và vướng mắc đó thì nhà thầu sẽ nhanh chóng là thúc đẩy cái tiến độ đưa nhân công máy móc để hoàn thiện được cái dự án sớm. Với quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào yêu cầu các đơn vị địa phương, nhà thầu chủ động hơn với quyết tâm cao nhất, xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án và giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ gắn với đảm bảo chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật. Tập trung đi thực tế xuống trực tiếp các địa bàn đang thi công cũng như là các khu vực mà khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng để chỉ đạo trực tiếp tháo gỡ, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời là giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tập trung tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Thị xã Mỹ Hào hiện có hơn 50 dự án đã, đang và chuẩn bị thi công, trong đó nhiều dự án thời gian thi công chậm phải chuyển tiếp từ năm 2023. Với sự nỗ lực quyết tâm từ sớm, hy vọng địa phương này sẽ không còn rơi vào tình trạng giải ngân chậm như năm trước. Được công nhận là huyện nông thôn mới từ năm 2020, huyện Ân Thi tiếp tục huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Giai đoạn 2021-2023, huyện Ân Thi đã huy động gần 1.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Ân Thi có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, toàn huyện có 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện các tiêu chí hộ nghèo, giáo dục quy hoạch văn hóa, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tăng cường phối hợp với ngành chuyên môn, rà soát thực hiện tiêu chí, tập trung nguồn lực cho các xã có khả năng về đích trong đợt 1. Năm 2023, các chỉ số cải cách hành chính như hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI, mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hưng Yên đều xếp thứ hạng đứng đầu trong đơn vị cấp huyện của tỉnh. Ngoài ra, chỉ số công tác dân vận chính quyền và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp top 3 toàn tỉnh. Để đạt được kết quả này, Ủy ban Nhân dân thành phố tập huấn cho thành viên tổ công nghệ số, cộng đồng các xã, phường, cách thức tra cứu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến bằng mã QR code, từ đó về tuyên truyền hướng dẫn cho công dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã phường niêm yết các mã QR code tương ứng với lĩnh vực thủ tục hành chính như tư pháp, lao động, thương binh và xã hội, xây dựng, tài nguyên và môi trường, nhằm hỗ trợ công dân bộ hồ sơ mẫu kê khai tra cứu cách thức thời gian thực hiện căn cứ pháp lý, giúp người dân làm quen với việc sử dụng công nghệ số bằng điện thoại thông minh thay vì sử dụng văn bản giấy. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để nâng cao năng suất lao động, kỹ năng làm việc công nghiệp cho người lao động là câu hỏi đặt ra với cơ quan quản lý nhà nước các cấp và mỗi người lao động. Đây đồng thời cũng là thách thức đối với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tại Hưng Yên để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút những doanh nghiệp quy mô toàn cầu về lĩnh vực công nghệ mới vào đầu tư. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đến từ Đài Loan, Trung Quốc, có quy mô 4.500 lao động. Dù đã có ngày nghỉ vào cuối tuần, nhưng bình quân mỗi ngày vẫn có khoảng 200 lao động xin nghỉ làm việc trong ngày. Với đủ loại lý do xin nghỉ, điều này có nghĩa qua nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp chưa một ngày đủ 100% lao động đến làm việc. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất, đến thu nhập trực tiếp của người lao động, mà còn ảnh hưởng cả đến việc bố trí nhân lực sản xuất tại từng bộ phận trong công ty. Việt Nam có lực lượng lao động đông, nhưng khả năng đáp ứng ngay yêu cầu về tác phong công nghiệp để nâng cao năng suất lao động so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới còn hạn chế. Để khắc phục điều này, cùng với các chương trình kế hoạch của nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực mang tính dài hạn, lâu dài và các doanh nghiệp tự đào tạo, thì vai trò của mỗi lao động luôn tự học hỏi, tự hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong xu thế phát triển mới là yếu tố quyết định. Trước đây là nhà máy cũng đã có đào tạo cho công nhân về cái tác phong công nghiệp, nhưng qua thời gian để làm việc thì cũng vẫn chưa cải thiện được nhiều. Lý do là công nhân cũng nghỉ công việc làm thì cũng chưa sắp xếp được cho nó hoàn chỉnh, thì cũng ảnh hưởng đến cái năng suất lao động, thì là ảnh hưởng đến cái hiệu quả sản xuất của công ty.
Các chuyên gia, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp nước ngoài khi mới sang Việt Nam làm việc là những người hiểu rõ nhất điều này. Nhiều lý do mà người lao động đưa ra để xin nghỉ làm việc trong ngày thiếu thuyết phục. Ngoài ra là thiếu tác phong công nghiệp và tính hợp tác nhóm chưa cao. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động. Lao động Việt Nam khéo tay, làm ra được những sản phẩm khó, rất chất lượng. Nhưng về hiệu suất còn thấp hơn một số nước. Công ty phải luôn có đào tạo nội bộ và mời chuyên gia về nhà máy để đào tạo, để nâng cao hiệu suất trong sản xuất. Điều quan trọng cho mỗi lao động phải coi công việc không chỉ là công việc, mà phải chấp nhận nó như một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Trong quá trình làm việc cùng các công nhân kỹ thuật, lao động Việt Nam, tôi cũng nhận thấy tính tập thể trong công việc chưa cao. Điều đó ảnh hưởng đến năng suất lao động. Trong giai đoạn hiện nay và cả thời gian tới, trình độ và tác phong công nghiệp của lực lượng lao động đang là nguyên tắc cơ bản, tiên quyết để giúp doanh nghiệp đi đến thành công. Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của người lao động. Vì vậy, tác phong công nghiệp cũng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp lựa chọn tuyển dụng lao động. Từ năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng nhiều trụ sở công an xã. Qua đó, nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ, tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác phục vụ nhân dân. Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai bố trí công an chính quy tại 147 công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo cơ sở điều kiện làm việc cho lực lượng công an xã, đến thời điểm này, đã có 52 trên 147 trụ sở công an xã được triển khai xây dựng. Trong đó, đã có 6 trụ sở công an xã đã hoàn thiện, khánh thành và đi vào hoạt động như trụ sở công an xã Nghĩa Trụ, Xuân Quan của huyện Văn Giang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, hay công an xã Đình Cao, huyện Phù Cử. Việc triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình sẽ góp phần tăng thêm tính chính quy, tinh nhuệ, là điều kiện quan trọng để xây dựng công an xã điển hình kiểu mẫu, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Thời gian qua, tại huyện Kim Động và các địa phương trên địa bàn tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lôi kéo nhau thành từng nhóm mang theo hung khí khi tham gia giao thông, thực hiện các hành vi nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Nhằm ngăn chặn tội phạm đường phố, Công an huyện Kim Động đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có tổ chức ký cam kết với các cơ sở xưởng hàn xì trên địa bàn. Theo tổng hợp của Công an huyện Kim Động, trong 2 năm 2022 và 2023, trên địa bàn huyện đã xảy ra 24 vụ gây rối trật tự công cộng liên quan đến thanh thiếu niên với trên 40 đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 12 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, phạt với số tiền trên 60 triệu đồng. Trước tình hình trên, Công an huyện đã phối hợp với chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó, lực lượng Công an huyện đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với cảm hóa, giúp đỡ và quản lý chặt chẽ đối với số thanh thiếu niên hư, tổ chức ra soát và ký cam kết với gần 200 cơ sở sản xuất hàn xì trên địa bàn, trong đó có nội dung không hàn hung khí, dao mã tấu, nhất là đối với đối tượng là thanh thiếu niên. Từ khi phát động phong trào của xã đấy là có các đối tượng nào đến bảo tôi làm các đồ hung khí nóng là cương quyết tôi không làm. Đương nhiên trong cái sản xuất đó thì nó cũng có liên quan đến vấn đề có thể thanh thiếu niên đến vẫn có thể là nhờ để mà tạo những cái đoạn kia, thì chính vì cái đấy cho nên là chúng tôi cũng vẫn chỉ đạo cho lực lượng công an phải có cái cam kết đối với các cái chủ cơ sở. Thì từ năm 2022 đến nay thì đối với trường hợp chúng tôi thì cũng không xảy ra một cái vụ việc gì. Công an xã Hiệp Cường và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác rà soát và tổ chức ký cam kết đối với gần 10 cơ sở chuyên sản xuất, chế tạo liên quan đến khung nhôm, hàn xì sắt trên địa bàn xã và được các chủ cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh. Đặc biệt, các chủ cơ sở còn cam kết nếu có thông tin phát hiện các đối tượng thanh thiếu niên có dấu hiệu đến thuê để hàn mã tấu, dao kiếm sẽ thông báo, cung cấp thông tin cho lực lượng công an. 100% các chủ cơ sở đã cam kết và đến thời điểm hiện tại xã Hiệp Cường cũng chưa phát hiện được cơ sở nào là có cái hiện tượng là hàn xì các cái công cụ hỗ trợ và các cái hung khí nguy hiểm cho các cháu thanh thiếu niên. Đến nay thì công an các xã thị trấn đã triển khai đồng loạt và thoát thống kê là đối với 194 cơ sở hàn tiện và đã tổ chức ký cam kết không hàn chế tạo các hung khí nóng cho các thanh thiếu niên trên địa bàn huyện. Qua đó thì tình hình an ninh trật tự là cơ bản đảm bảo và hay là tình hình tội phạm thanh thiếu niên của trên địa bàn huyện Kim Động là giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, công an các địa phương
cũng chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nhân dân để kịp thời phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Lực lượng công an đã thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức cho học sinh thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.